Đêm ngày 28 tháng 5, MU bị dẫn trước nhưng đã lội ngược dòng hạ Fulham 2-1 ở vòng 38 Premier League. Với tâm lý thoải mái, MU và Fulham nhập cuộc đầy cởi mở. Chủ nhà tạo thế trận nhỉnh hơn nhưng Fulham mới là đội có bàn mở tỷ số từ một tình huống cố định. Phút 19, cả Harry Maguire và Casemiro bị hút vào vị trí của Alexander Mitrovic. Kenny TT thoải mái băng vào đánh đầu, hạ David De Gea. Đến phút 26, Maguire một lần nữa mắc lỗi với đường truyền tạo cơ hội cho Fulham phản công. Casemiro cố gắng sửa sai cho đội trưởng nhưng không thành. Một quả phạt đền được trao cho Fulham. Mitrovic nhận nhiệm vụ nhưng không thể thắng De Gea từ cự ly 11m. De Gea có pha cản phạt đền đầu tiên tại Premier League sau 9 năm. Khoảnh khắc tỏa sáng của De Gea giúp tinh thần của chủ nhà lên cao. Quỷ đỏ dồn ép đối thủ trong phần còn lại của hiệp 1. Sau hàng loạt cơ hội bị Marcus Rashford, Alejandro Garnacho bỏ lỡ, MU cũng có bàn gỡ hòa sau sai sót của hàng thủ Fulham. TT ghi bàn mở tỷ số nhưng cũng chính anh có pha tắc bóng lỗi, tạo cơ hội cho Jadon Sancho dứt điểm cận thành, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát ở phút 39. Sang hiệp 2, MU vẫn duy trì được sự chủ động. Trong ngày không phải chịu sức ép tâm lý, Fred có nhiều pha xử lý đầy ấn tượng. Phút 55, tiền vệ người Brazil xé toang hàng thủ Fulham bằng một pha chọc khe để Bruno thoát xuống. Cựu cầu thủ Sporting bấm bóng tinh tế, đưa MU vượt lên dẫn 2-1. Bruno góp công vào 16 bàn cho MU mùa này, 8 bàn, 8 kiến tạo. Đến phút 72, Rashford suýt nâng tỷ số lên 3-1 cho chủ nhà. Tuy nhiên, cú sút cận thành của anh lại bị thủ môn Bernardo ngăn chặn. Những phút cuối, chủ nhà rút nhiều trụ cột ra nghỉ. Lúc này, Fulham mới có cơ hội vùng lên. Phút 82, De Gea một lần nữa trổ tài để cản cú sút kỹ thuật trong vùng cấm của Carlos Vinicius. Trận đấu tại Old Trafford khép lại với thắng lợi 2-1 cho MU. Quỷ đỏ kết thúc mùa giải 2022-2023 với vị trí thứ 3. Ở trận cùng giờ, Newcastle chỉ giành một điểm trước Chelsea, qua đó chấp nhận đứng thứ 4.